Xin chào các bạn, hôm nay bếp của Quốc sẽ giới thiệu đến các bạn một món ăn rất dễ thực hiện. Tuy nhiên nó cũng rất ngon và nguyên vật liệu thì cũng rất là dễ kiếm và rất thông dụng. Đó là món cá bạc má chiên chua cay. Với món cá bạc má chiên chua cay này thì cái thành phần ướp vào nó có rất là nhiều. Tuy nhiên trong đó là bắt buộc phải có một cái vị chua của chanh. Để thực hiện món cá này thì Quốc sẽ lựa con cá bạc má lớn cỡ từ 150 đến 200 gram. Quốc đang đó là hai con. Mình sẽ làm sạch ruột và cắt hết những cái kia và cái vây bên ngoài. Sau đó mình sẽ khứa cá. Một bên phần cá mình sẽ khứa làm ba. Rồi cái đến ướp cho vào thì Quốc sẽ có là ớt hiểm, tỏi. Phần tỏi ớt hiểm này mình băm thịt nhỏ. Tỏi Quốc dùng một tép và ớt hiểm dùng một quả. Chúng ta hết phần ớt tỏi lên trên cá. Tiếp tục mình sẽ lên vào đây 1/2 thì cà phê muối, 1/2 thì cà phê đường nâu, 1 thì cà phê ớt bột, 1 thì ăn cơm nước mắm. Và sau cùng là chanh. Nếu nó đầu thì cái món chiên chua cay này bắt buộc phải có chanh. Với định lượng là hai con cá sẽ cho vào đây là 2 miếng chanh. Sau đó mình sẽ mang bao tay vào và mình sẽ xoa đều tất phần cá, gần như là mình sẽ massage cho cái gia vị nó thấm vào trong cá. Những cái phần ớt, tỏi và ớt bột này mình sẽ nhét vào trong cái phần chứa cá. Với cái phần cá chiên chua cay này chúng ta cũng có thể ăn cơm hoặc là chúng ta cũng có thể làm món thay vị ăn trong buổi tiệc cũng rất ngon. Khi chúng ta massage và ướp đều cá và nhét hết cái phần ớt, tỏi và ớt bột ở trong cá rồi thì mình sẽ dùng một cái màng bọc, mình bọc lại và mình cho vào trong tủ lạnh ướp ít nhất là 1 tiếng, còn không thì chúng ta để qua một đêm thì khi chiên lên thì cá nó sẽ thấm lạnh quang hơn. Sau khi phần cá mình đã ướp xong thì Quốc sẽ bắt một cái chảo lên bếp, sẽ cho dầu ăn vào. Cái phần dầu ăn thì mình cho hơi nhiều một tí nhưng cũng không đến nỗi là chiên ngập dầu. Và một cái mẹo vặt là khi mình chiên cá để cho cá nó không bị dính vào chảo, nếu chúng ta không có chảo không dính thì nhất các bạn phải để cho cái phần chảo này nó thiệt là nóng và dầu cũng thật là nóng. Sau đó mình sẽ cho cá vào. Và cũng có thêm một cái cách nữa là khi mình để cho chảo nóng và dầu nóng xong, mình sẽ ngắt những cọng hành thế này, mình cho vào và mình sẽ đặt cá lên trên cọng hành. Làm như thế thì cái phần mặt cá nó sẽ không áp vào chảo và sẽ không bị dính vào. Cái chảo nóng nó sẽ thả cọng hành này vào. Như lúc nói thì mình sẽ cho cái phần cá lên trên cái cọng hành. Các bạn thấy là khi mình có cọng hành ở bên dưới thì cái phần cá nó sẽ không dính vào chảo và khi mình chở cá lại nó không bị nát cá. Như vậy là cái phần cá ta đã chiên chín vàng, mình sẽ vớt cá ra. Bây giờ Quốc sẽ hướng dẫn cách để làm một cái chén nước mắm để mình ăn kèm với cá. Mình cho vào đây là 1 thìa ăn cơm nước mắm, tí xíu ớt bột, đường khoảng 1/4 thìa cà phê đường, chanh còn nguyên vỏ, mình sẽ thái thịt mỏng. Cho đây khoảng 10 miếng, nặng vào đây khoảng 1 thìa cà phê chanh, hành tím 1 củ thái mỏng, tỏi 1 tép thái mỏng, ớt cháy 1 quả, không nhỏ. Mình sẽ cho hết cái phần này vào trong chén nước mắm. Rồi bây giờ mình sẽ quậy đều lên, đặt một cái cá lên, mình đặt một ít phần ớt sôi lên trên. Mình để một miếng chanh kế bên khi mình ăn thì mình sẽ có thể nặn chanh lên trên miếng cá. Thì cho hết cái phần nước mắm mình đặt ra. Như vậy là món cá bạc má chiên chua cay đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công với món này.